án Chelsea Residences tọa lạc tại lô E2, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Hiện dự án đã hoàn thiện và đưa dân vào ở nhiều tháng nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư đã thực hiện không đầy đủ những quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Và đến nay, khi dự án đi vào hoạt động, thì việc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường cũng như việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của dự án, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng vẫn đang là một dấu hỏi lớn mà người dân và dư luận hết sức quan tâm. Để làm rõ vấn đề trên, ngày 5 tháng 10 năm 2020, phóng viên môi trường.net.vn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch cho biết. Thì nhận được thông tin phản ánh của quý báo, Ủy ban phường đã cho xác minh các nội dung đối với phía công ty. Thế đồng thời thì cũng có yêu cầu phía công ty là cung cấp các hồ sơ pháp lý, hiện là Ủy ban phường chưa lưu giữ các hồ sơ này. Thế thì đến ngày 5 tháng 10, Ủy ban phường phát hành văn bản yêu cầu đơn vị là cung cấp toàn bộ hồ sơ, lý do là đơn vị chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến cái việc nghiệm thu bàn giao và đưa dân vào. Qua điện thoại với đơn vị thì về phía đơn vị có trao đổi qua điện thoại thôi, là việc hồ sơ công ty chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Cái việc mà kiểm về mặt hồ sơ ấy, thì ủy ban phường cũng đề nghị là phía báo là gặp gỡ chủ đầu tư. Về phía chủ đầu tư người ta là giữ toàn bộ tất cả các hồ sơ liên quan. Khi được hỏi về giấy phép xả thải, dự án đã được nghiệm thu chất lượng công trình hay chưa, cũng như việc chủ đầu tư cho dân về ở vào thời điểm nào, thì đây là câu trả lời của ông Quang. Vâng, im lặng chính là câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ ông Quang. Thế mới thấy sự buông lỏng quản lý thờ ơ của Ủy ban Nhân dân phường trong công tác quản lý nhà nước. Bởi dự án Chelsea Residences chỉ cách Ủy ban Nhân dân phường vài bước chân, nhưng phường lại không trực tiếp đi kiểm tra mà chỉ xác minh thông tin bằng việc mời đơn vị lên, ngồi bàn giấy và trao đổi miệng với miệng. Chúng tôi yêu cầu đơn vị sang làm việc, chứ không phải là vào sang để yêu cầu cung cấp hồ sơ. Tiếp tục trao đổi về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của dự án Chelsea Residences. Từ khi thi công đến nay thì ông Quang không trả lời được và cũng không cung cấp được bất cứ hồ sơ nào cho phóng viên. Ông Quang hứa sẽ cung cấp cho phóng viên vào ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ lại với ông Quang để đề nghị cung cấp các hồ sơ về dự án, thì vị phó chủ tịch này lại cố tình không nghe máy của phóng viên. Để làm rõ trách nhiệm của ông Quang về việc tiếp và trả lời báo chí theo sự phân công của đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, phóng viên đã liên hệ với ông Ngọc Anh, chủ tịch phường Yên Hòa nhiều lần, nhưng ông Ngọc Anh cũng không nghe máy. Thuê bao quý khách thủ gọi hiện đang bận hoặc không tiếp máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Và đến ngày 14 tháng 10, khi phóng viên liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa để phản ánh về thái độ làm việc của ông Quang, thì bà Vân Anh cho biết. Cái này mình cũng báo cáo lãnh đạo phường rồi nhé, thì bên các đồng chí lãnh đạo cũng nói là đã tiếp báo rồi mà bạn. Trong cuộc trao đổi với báo thì cũng có đề nghị còn những cái nội dung liên quan thì báo có thể liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để đề nghị họ cung cấp các cái nội dung liên quan khác. Thì có như nào thì cái đấy là sẽ trực tiếp thì các đồng chí lãnh đạo mới biết được. Thì em ở đây em cũng chỉ là tiếp nhận lại cái nội dung của bên báo và cũng sẽ báo cáo lại với cả bên lãnh đạo phường, rồi có gì sẽ thông tin lại với chị nhé. Tiếp tục liên hệ với ông Quang bằng số điện thoại khác thì cuối cùng chúng tôi cũng nhận được câu trả lời, nhưng vẫn là thái độ đùn đẩy từ ông Quang. Anh đang lấy thông tin của bên kia, cần thì anh hãy thông báo cho em làm việc với bên chủ đầu tư đi, anh đang họp chứ. Thay vì phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định, thì ông Quang, phó chủ tịch phường Yên Hòa lại đang cố tình đánh võng và không cung cấp thông tin cho báo chí. Phải chăng phía doanh nghiệp đã đi đêm với vị phó chủ tịch này để có được sự bảo kê bất chấp các quy định của pháp luật như vậy, hay vị phó chủ tịch này đang được đặt nhầm chỗ? Liên quan đến việc dự án có thực hiện đúng các quy định về luật bảo vệ môi trường hay không, thì theo Nghị định 40 năm 2019 NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019, thì dự án Chelsea Residences không phải là đối tượng làm giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, dự án Chelsea Residences vẫn là đối tượng để xây dựng công trình xử lý chất thải. Vì vậy, trước khi đưa vào vận hành chính thức,
thì chủ đầu tư dự án phải lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo mẫu số 09, phụ lục 6, mục 1, phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Theo quy định của pháp luật, thì tại điểm D khoản 1 điều 9 của Nghị định số 155 năm 2016 NĐ-CP, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, phục vụ giai đoạn vận hành từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản thông báo. Và cũng tại điều 9 khoản 1 điểm L của Nghị định số 155 thì phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Và phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện giám sát môi trường trong trường hợp phải thực hiện giám sát môi trường hoặc không xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định đối với các trường hợp thực thẩm quyền phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Đặc biệt, theo quy định tại khoản 4 điều 31, Nghị định số 46 năm 2015 NĐ-CP, điều kiện để đưa công trình hạng mục công trình vào sử dụng là công trình hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư đưa công trình hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư là vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Dư luận đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa. Có hay không sự buông lỏng quản lý hay có sự chống lưng cho chủ đầu tư dự án Chancy Resilences của Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa? Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy nhanh chóng chỉ đạo các sở ban ngành vào cuộc kiểm tra làm rõ, xử lý triệt để những sai phạm của chủ đầu tư dự án. Đồng thời kính đề nghị quận ủy Cầu Giấy vào cuộc xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch phường Yên Hòa về thái độ làm việc với báo chí cũng như chuyên môn, năng lực quản lý nhà nước của đến nay. Tòa soạn môi trường và cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.